tiên Hồ Văn Hiếu xin gửi đến quý vị đang theo dõi chương trình một lời chào quan trọng nhất rồi. Đây là lần đó đầu tiên rồi. Lần đó thứ hai thì Duy Khánh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng. Hiếu muốn bắt cặp chơi đôi với Duy Khánh hay là Duy Khánh muốn trong tim của Hiếu? Câu chữ đó hơi bị lộn xộn. Không không, sao? Duy Khánh rất thích trai đẹp. Khoan nói nghe nè. Thích thôi, ý là thích để ngắm nhìn ý. Khoan, thật ra thì ngày hôm nay em với anh Hiếu là tới đây nhưng mà không phải tới một mình. Tụi em còn có dẫn theo hai mỹ nữ nữa. Wow. Quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ với hai thành viên tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Bảo Châu. Lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa, tìm một thời đã ghi dấu bao mộng mơ, tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ, tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ. Ủa em tên gì chị quên rồi? Ủa em tên gì chị quên rồi? Ủa gì kỳ vậy? À Hiếu Phương. Trời ơi, thật sự luôn á. Em với Hoàng Yến là bạn thân với nhau. Em ra tưởng tay bắt mặt mừng ai về nó qua bên kia luôn. Em à, thân mấy thì thân, không bao giờ bằng bạn học cùng lớp. Ủa vậy hả? Đúng rồi Lộc à, đây là Bảo Châu, đây là Hiểu Phương. Hiểu Phương. Đấy, bọn mình đã học những chung lớp. Những tháng năm rực rỡ. À biết rồi. Này. Mà ít ra là tôi đi trước cũng phải chào cái sơ sơ đâu. Đây đây, kiếp trước này, bây giờ đến kiếp sau này. À, Lê Lộc, Yến nè. Giả tạo. Không có, về thời hiện đại rồi, hiểu không? Thì hết giờ học lớp, về vị trí. Chương trình của chúng tôi luôn luôn muốn một đội chơi có một nam và một nữ để họ cùng bổ trợ cho nhau trong các phần thi. Theo tôi được biết ý, là Duy Khánh sẽ cùng đội với Lê Lộc. Ủa phải không? Em không chịu. Tại sao? Sao chị không đồng ý? Em có biết là bao nhiêu mỹ nữ mong muốn đứng cạnh Hồ Quang Hiếu trong đội chơi rồi. Không? Mà nhất em là em nè. Ủa vậy bây giờ em là MC hay là người chơi? Yến, tình lại em. Em ơi thì nào, đấy. Mình tập trung cho công việc của mình. Sao em không đồng ý? Em không đồng ý bởi vì là hôm nay Khánh với lại Lộc mặc đồ đen. Thì sao ạ? Thì sao ạ? Thì không nên đứng kế nhau. Chị kỵ màu đen hả? Ôi chết rồi, chị Quỳnh nói chị ổn không? Mấy nãy em ở trong phía sau khán đài mình mới nghe một chuyện rất là bất ngờ. Đó là sao anh? Đó là chuyện Duy Khánh hồi xưa yêu Lê Lộc. anh muốn nghe em kể cho anh nghe. Chúng ta bắt đầu cho chương trình nè. Có thể chúng ta đã biết được rất nhiều điều về Duy Khánh, nhưng để câu chuyện Duy Khánh mà yêu Lê Lộc thì có lẽ rằng đây là lần đầu tiên khán giả được biết. Đúng rồi. Xin mời Lê Lộc. Dạ thật sự luôn là Duy Khánh hồi xưa tầm 15-16 tuổi là Duy Khánh là chung lớp với em á, mà ngày nào anh cũng muốn đón em về, muốn đưa em đi, mà tới dịp sinh nhật của em nha. Nó bị quan tưởng không sao hết. Đi chụp hình cho em nè, rồi ảnh làm clip cho em nè, ảnh mua áo, ảnh hỏi size của em nè. Nhưng mà lý do tại sao em với Lộc không đến được với nhau là tại vì đợt đó là em đi kiếm áo lựa đồ cho Lộc nhưng mà không có size. Cái năm đó em còn nhớ là Lộc rất là to. To đâu cũng cả ba người đứng lại. To đâu cũng cả ba người đứng lại. Cũng kiểu cỡ đó đó thì anh ơi, là... không phải cây cổ thụ đâu anh ơi. Duy Khai nói thật đi, đã có thời em dành tình cảm cho Lê Lộc đúng không? Ba năm mới này. Ba năm. Trời ơi, 3 năm anh ơi, 3 năm là một tuổi thanh xuân đấy. Là cả một quãng đường cấp 3 đấy, học sinh cấp 3 đấy. Đó là điều hối hận nhất trong cuộc đời của em. Anh à, ngày xưa lúc mà Khánh của em là Khánh còn là Duy Khánh con trai. Kể từ khi mà em từ chối Khánh sau Khánh làm cô giáo Khánh luôn đó. Cuộc đời này sẽ thật vô nghĩa nếu như mỗi chúng ta không có ký ức. Và ngày hôm nay cho phép chúng tôi được mang ký ức về với Duy Khánh. Mời Duy Khánh về với ký ức thanh xuân của mình. Đứng cạnh đây là xin mời. Đó, xin mời Duy Khánh sẽ chơi cùng đội với Lê Lộc. Lâu lâu mới được ở gần em mà lẹ đi. Và chúng tôi xin được mời Khổng Tú Quỳnh về với chị. Hồi xưa em đã của Lê Lộc rồi, bây giờ phải của chị. Chị không chịu. Không sao. Trai đẹp ở bên kia kìa. Đấy, đúng rồi, đứng vào đây. Sau bao nhiêu năm rồi mình lại về. Bây giờ cho em ý kiến đi. Anh lại ý kiến nữa. Tại vì hai ca sĩ Quỳnh với Hiếu là ít nói nữa, nên là chắc là cho xin phép đổi Hiếu qua bên Lê Lộc. Không, cuộc sống mình phải có những cái sự tương phản. Nhưng mà như thế này, cái phần thi tiếp theo của chúng ta liên quan rất nhiều đến kiến thức tổng hợp. Em nghĩ là anh Hiếu không có kiến thức tổng hợp à? Anh ơi, cái vấn đề là đây là hai người ca sĩ, bên này là hai người diễn viên. Ý em là trên lòng ấy. Đúng không? Đúng không chị? Em ơi, đúng không? Bây giờ như thế này, dù là ký ức hay dù là thanh xuân thì cũng đã qua rồi. Chúng ta cần phải nhìn đến tương lai. Lê Lộc, trai đẹp bên kia. Qua rồi. Đó, thấy chưa? Cái màn chào đầu sao anh thấy nó cứ bị lủng củng sao anh Dung dạ? Em thấy là chúng ta dừng ở đây được rồi. Bây giờ, hai nhóm ơi, hãy đặt tên dùm tôi đi ạ. Dạ, em xin giới thiệu đội của Duy Khánh và Khổng Tú Quỳnh mang tên là Vui Quá.
chị đang rất là tự tin luôn. Vui lắm. Ok, và đội của Duy Khánh và Khổng Tú Quỳnh là đội vui lắm. Dạ, còn đội bên đây là? Đội của em với tên là vui hơn. Cầu lông có vui luôn á Lộc. Chán thiệt á. Cái màn này nó hơi lâu ấy mọi người. Tôi phải nói thật sự là chương trình cũng trải qua nhiều số rồi nhưng mà chưa có số nào tên hai đội nhạt như thế. Đặt tên là vui mà tôi chẳng thấy vui cái gì. Vô chơi mới thấy vui. Bây giờ chơi này, chúng ta sẽ tới với thử thách đầu tiên. Nhưng trước khi tới với thử thách đầu tiên, xin mời hai đội chọn vị trí gà đẻ trứng và gửi lại cho chương trình. Dạ vâng ạ, chọn số 2. Số 5, hai người suy nghĩ giống nhau. Cứ bảo là Hồ Quang Hiếu ít nói đi. Nói đến mức mà Lê Lộc có nói được đâu. Số 5. Đó chính là hai vị trí gà mà hai đội chơi sẽ không được lựa chọn 3 vòng đầu tiên. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng 1 được mang tên Thử thách vận động cá nhân. Khán giả đang đón xem chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng. Và đây là thử thách vận động cá nhân đầu tiên trong chương trình. Có một điều rất đặc biệt tôi phải chia sẻ với quý vị. Ngày hôm nay khi đứng trước một chiếc bảng với rất nhiều con số như thế này, rồi chúng tôi đứng ở đây có cảm giác như chúng tôi đang quay trở về thanh xuân của mình. Hoàng Yến thì hiểu Phương được gặp Bảo Châu trong những tháng năm rực rỡ. Đối với Duy Khánh và Lê Lộc thì mọi người cũng đã biết từ đầu chương trình rồi. Còn tôi với Hồ Quang Hiếu thì hai anh em lại cũng có những kỷ niệm rất đáng nhớ với nhau. Khi mà Hồ Quang Hiếu còn đang học tại trường nghệ thuật quân đội, cũng gặp nhau khi còn là thời sinh viên, cùng nhau đi làm. Tôi thì dẫn chương trình, còn Hồ Quang Hiếu thì hát. Tôi muốn biết Hồ Quang Hiếu và Lê Lộc ai sẽ là người tham gia trò chơi này. Mắt em bị cận không? Mắt em hả? Không có cận. Thì em chơi đi. Ok anh. Thế con đội vui lắm. Chị có cận không? Có. Chị ra chơi đi, mình luyện cho cái mắt của mình nó tốt hơn nha. Dạ. Chúng ta sẽ đi vào đây. Thử thách vận động cá nhân. Thử thách nhanh tay lẹ mắt cùng gà đẻ trứng vàng thôi nào. Nhiệm vụ của hai thành viên đại diện hai đội là lắng nghe từ MC và xác định thật chính xác vị trí của chỉ số. Sau đó người chơi chạy thật nhanh đến bảng số trước mặt và viên nam châm có màu quy định của đội mình lên trên. Kết thúc thử thách, thành viên của đội nào tìm được nhiều chữ số hơn sẽ chiến thắng và giành quyền tiến đến khu vực thả trứng để chọn hai vị trí gà đẻ trứng cho đội mình. Số đầu tiên, hãy tìm số 85. Cố lên, cố lên, cố lên. Mắt em cận quá, không nhìn thấy gì. Đây là hai bạn học giỏi toán trên lớp. Tức ghê trời. Thấy chưa, thấy chưa? Hết công. Chúng tôi tính Khổng Tú Quỳnh chiến thắng. 1-0 nghiêng về phía Khổng Tú Quỳnh. Bây giờ sẽ là... Vui lắm, vui lắm. 177. 177. Tỷ số là 1-52. Hay quá Lộc ơi. Trời ơi. 21. Hay quá Lộc ơi. 97. 97. Trời ơi. 31. Mạnh mẽ lên coi. 14. 32. À, chưa, 32. Chưa, chưa về, chưa, chưa về mà. 32. 32. Tỷ số đang là 32. Mệt ghê á. Con hết sức tập trung và bây giờ hãy đi tìm số 23. Hay quá Lộc ơi. Ôi, Lộc em sút bóng vô lưới hả? Thì sao vậy? Tỷ số là 42. Nào, bây giờ sẽ là cố lên. 126. 126. Em bây giờ không nhìn thấy nữa. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Ủa Lộc ơi, gần cái chỗ màu vàng. Nó đó mọi người. Yeah. Anh nói gì vậy? Tỷ số là 43. Nãy thấy 21, 22. Như vậy là gậy ông đập lưng ông. Anh Giang nhắc cho đội mình nhưng đội bạn thì lại nghe thấy. Bây giờ sẽ là số thứ 8. Số 209. 209. À em thấy rồi Đồng Quỳnh ơi. Đúng. 4 đều. Một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Các bạn thân mến, lúc này tỷ số đang là 4 đều rồi. Lắm nó liệu. Số cuối cùng phân định thắng thua đó chính là số 172.
Ủa? Trời ơi! Hồi nãy nhìn bên đây rồi không thấy. Hai bạn trong lớp đã bị tớ lừa bởi vì tớ giờ vờ tớ nhìn em biết bên... rồi em biết là chơi chiêu luôn á. Tớ bảo là 172 nhưng mà 172 nó lại ở đây. Lỗi ngược dòng thành công. Và hay quá, một chiến thắng cực kỳ là ấn tượng, nhưng cuối cùng chiến thắng 5-4 thuộc về Khổng Tú Quỳnh. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với lượt chọn vị trí đẻ trứng đầu tiên của đội Vui Lắm. Quý vị khán giả đang đón xem chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng và đây là lượt chọn vị trí gà đẻ trứng đầu tiên của đội Vui Lắm. Ở đây sẽ có 10 chị gà rất là dễ thương, xinh đẹp, 25 quả trứng và 2 quả trứng mất lượt. Trong đó có 1 quả trứng chia đôi, 1 quả trứng nhân đôi. Còn lại thì rất là nhiều những quả trứng khác với rất nhiều mệnh giá khác nhau. Trong số 10 chị gà ở đây sẽ có 2 chị gà chắc chắn không có trứng. Bây giờ các bạn sẽ lựa chọn số mấy? Chị nghĩ là nên chọn số mấy chị Quỳnh? Thôi hồi nãy chị chọn rồi, giờ tới em chọn đi. Dạ thôi em đứng kế chị, em chọn số 3. Còn một số nữa, em sẽ chọn số 6. Số 3 đẻ trước hay là để số 6 đẻ trước? Dạ số 6 ạ. Xin mời số 6. Chị 6 ơi! À, đẻ đi chị 6 ơi! Bây giờ hai bạn không mở ra nào. Em mở đi. Dạ. Tiền ơi. Sao vậy? Tiền. Bánh ơi. Tiền. Khánh à. À. Có tiền rồi. Sao? Nè. Wow. Dạ vâng ạ. À. Khánh với lại chị Quỳnh chọn được 2 triệu. 2 triệu. Bạn sự khởi đầu nan, 2 triệu là được rồi mọi người ạ. Đây chưa phải là số tiền lớn nhất nhưng mà nó cũng là một số tiền để chúng ta cộng vào tài khoản rồi. Dạ. Các bạn có muốn gà số 6 đẻ tiếp hay không? Nếu gà đẻ tiếp ra trứng thì tiền thưởng sẽ được cộng vào đây. Nếu không ra trứng thì các bạn sẽ mất luôn số tiền này. Các bạn muốn sao? Mới có 2 triệu à? Thôi cứ đẻ tiếp đi chị hả? Dạ tiếp. Xin mời chị gà đẻ. Wow. 10 triệu. 10 triệu. Tổng giải thưởng là 12 triệu. Các bạn có muốn gà số 6 đẻ tiếp không? Bây giờ em muốn chọn sang số 3 được không? Được. Tất nhiên là được. Dạ vâng ạ, vậy em chọn số 3 ha chị ha. Chị đồng ý. Vâng. Ok, dạ vâng. Như vậy là số 6 sẽ dừng đẻ nhá. Dạ vâng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang số 3. Dạ, 1 triệu. Tổng tiền thưởng là 13 triệu, đẻ tiếp hay không? Đẻ đi, đẻ đi, đẻ đi, đẻ luôn đi. Ok, dạ. Mà nó đẻ nhiều nó có mệt không ta? Em hỏi nó đi. Em nhìn vô ánh mắt nó không mệt. Đẻ tiếp đi bé. Đẻ nhiều không mệt nhá. Mệt hay không thì chị gà số 3 sẽ trả lời bằng thành quả ngay sau đây. Có trứng hoặc không có trứng. Dạ vâng ạ. Xin mời số 3. Dạ cái này em mở hay chị mở? Chị mở đi. Chị mở nha. 2, 3. Dạ, 5 triệu. 5 triệu. 18 triệu. May mắn. Và các bạn có muốn đẻ tiếp không? Đẻ đi, đẻ đi, đẻ đi. Đẻ xương xương thôi. Vòng sau mình cũng thắng nữa rồi. Đó, đâu, đâu, đâu biết được lỡ vòng sau thua rồi sao? Chưa biết đâu nha. Lỡ rồi đẻ đi. Chưa biết nha. Theo quan điểm của anh nhá, như thế này là đủ rồi. Dạ. Đúng rồi. Bởi vì 18 triệu không nhiều không ít. Và các bạn sẽ ngưng đẻ. Ngưng đẻ ở đây. Như vậy là đội Vui Lắm quyết định sẽ dừng không cho gà số 3 đẻ nữa. Và họ sẽ bảo toàn được số tiền thưởng là 18 triệu đồng.